kính chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Nhan Nhân Nhẹ. Hôm nay là mùng 7 Tết và Dung đang ngồi trong Nhân Hoa, nhưng mà hôm nay thì ở An Na có hai vị khách rất là đặc biệt đến thăm, và đến ngày đầu năm thì thực sự là Dung cảm thấy rất là hạnh phúc với cái điều đó. Cameraman có thể sát vô xíu được không? Đó. Trung tâm nhà khoa. Dạ. Và bây giờ thì hai vị khách quý đó là ai thì xin mời cả nhà mình cùng gặp gỡ nha. Hello, chào tất cả quý vị trong chương trình Dung Nhan Dung Nhẹ. Rồi. Đâu vợ chồng son chúng tôi ngày hôm nay là ngày mùng 7 Tết, thì đúng thủ tục ông bà vẫn còn Tết, là vì đó là ngày hại cái điêu. Mà thủ tục của Việt Nam mình Tết là 7 ngày. Mấy ngày nay vui, rất là bận rộn nhưng mà vẫn tranh thủ thời gian trong ngày. Rất là vui này để đến chúc Tết cho cô tổng giám đốc của trung tâm nha khoa Anna. Vinh hạnh cho em quá, thật sự rất là quý trọng em, bởi vì của anh là đi làm gì làm cũng phải nhớ tới cái ngày Tết. Tại vì hôm rồi em có nói với anh Quý là em phải về quê. Dạ. Mà em cũng báo anh Quý là ngày mùng 6 em phải trương. Dạ. Thế hôm nay mùng 7 cũng đâu có muộn đâu. Dạ. Đâu muộn màng đâu. Vẫn là còn trong những ngày Tết. Còn Tết, dạ. Tết chúng ta là ông bà nói là tháng giêng nữa. Nhưng mà sao bây giờ cái ngày thích, hôm nay là mùng 7 là cái ngày hạ cái nghiêu. Cái ngày đó hay lắm. Cái ý nghĩa đó sao anh Quý? Ý nghĩa là hồi xưa. Đúng. 7 ngày Tết, ngày xưa mình ăn Tết có 7 ngày. Cái cây nêu á, cái cây nêu là và ông bà tổ tiên ngày xưa người ta dựng cái cây nêu ở trước nhà. Cây nêu nó có mặt đêm 30 cho đến mùng 7 rồi cây nêu nó hạ xuống, có nghĩa là từ cái ngày đón ông bà rồi khi đưa ông bà về ha, tất cả mọi thứ là đều là được sắp xếp rất là tốt. Bởi vì sao? Cái tập quán của người Việt Nam mình, dân tộc Việt Nam mình ngày xưa giờ, cái cây nêu là biểu tượng cho ngày xuân, mà ngày xuân thì ngoài mai đào, ở Bắc thì có đào, ở miền Nam thì có mai. Nhưng cây nêu thì đặc biệt là của tất cả người Việt Nam chúng ta mình, đặc biệt những người mà ông bà tổ tiên ngày xưa. Bây giờ thế hệ trẻ nó không biết cây nêu là cái gì hết. Nhưng anh mới biết, nhưng miền Tây, miền Nam Bộ ở đâu cũng biết cây nêu. Nói chung là ngày xưa ăn Tết 7 ngày, chứ không phải như mình 3 ngày bây giờ. 3 ngày hết. Đúng 7 ngày. Nhưng mà có phải là nó liên quan đến cái sự tích cây nêu không? Cái câu chuyện mà cắm cái áo hay cái gì lên xong nó tới đâu là đất tới đó, phải câu chuyện đó không ạ? Thì theo suy nghĩ của mỗi từng người em. Bây anh biết cái cây nêu là nó là cái gì, nó là cái cây mía. Cây mía mà ngọt thì nhiều đốt á, mà nó có lá có cành người ta dựng lên đó. Hoặc là cái cây gì ta hay cúng cây mía á. Để là hạ nêu á. Em thấy trong khu nhà em á, sáng ra thấy ta để cây mía quá trời ơi, ta cúng cúng mùng 7. Em còn nhỏ, em không biết, vì em năm nay mới có 18 tuổi cho nên không biết. Cho nên em mới có cái tên là Dung Nhan Dung Nhẹ. Em chưa 18. Không có nhà không có cúng gì hết á, đó chú mà không cúng. Không, cái cúng là khác do cái đó là tôn giáo, nhưng mà riêng cái người Việt Nam mình đón Tết nó lại có cái phong tục riêng. Cho nên anh nghĩ là ở cái tôn giáo nào cũng vậy thôi. Nhưng cái cây nêu nó đặc trưng cho cái ngày Tết của Tết Nguyên Đán. Ở đâu cũng có rồi. Em thấy ngoài mai với đào, với em có cái đào đẹp này, đào này cũng bị bắt rồi. Cái này hả? Này mấy kiều trang trí anh Quý. Đẹp quá trời luôn, quay cái đào coi. Trời ơi, đào quá trời. Có không? Có. Không hái trong bao có tiền đúng không? Ở trong này là các cái mệnh giá tiền được sử dụng dịch vụ ở An Nam. Có nghĩa là ví dụ như bóc vô là 200 hay là 500 hay là 1 triệu hay là 2 triệu gì đó thì là, hoặc là có 5 triệu luôn thì được trừ vô các cái dịch vụ ở An Nam luôn. Trong này có không? Có. Dạ có. Em có mời anh hái lậu không? Dạ em ơi, em mời anh hái. Bây giờ hai chồng mình đứng lên hái rồi sao nó mới chúc Tết. Xong chúc Tết bây giờ hái lậu trước. Bây giờ tắt là hái lậu. Em thấy hạnh phúc cho em quá. Hái lậu xong rồi mới chúc Tết. Quý đó là năm nay em phú quý. Dạ. Ok rồi. Bây giờ hai đứa, hai chúng tôi đến chúc Tết của Bây giờ hái lộc. Dạ, em mời anh chị. Không, giờ đâu có biết đồng lửa, tôi lấy lại lộc tài rồi đi. Lộc tài đi. Lộc tài đi. Lộc tài đó, lộc tài đó. Không có mở ra, mở không? Mở, cái này mở đó. Mở hả? Dạ, cái này mở đó. Mở ra. Trời ơi, quá trời rồi nè, 1 tỷ mấy. Dạ, dạ. Em ơi, đây, giới thiệu quý vị cho thính giả biết tên của mình nè. Đâu còn số gì ra con 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 số ô trời ơi. Trời ơi, mình giá cao nhất luôn á. Em được 5 nhiêu? Triệu. Anh cũng có 5 triệu nè. Ủa? Sao anh có 5 triệu nè? Trời luôn nhỉ? Anh được 5 triệu nè, hai chồng được 10 triệu.
Trời ơi, là okay. Cao nhất luôn á Quý. Cao nhất luôn á. Hết nghe chưa? Một cái để sử dụng trong nhà khoa Anna, một cái để tiền mặt đi. Dạ đây. Để nó đi từ từ. Dạ đây. Đây. Chỗ này đang vui nè. Anh có 5 triệu luôn nè. Dạ. Lộc tài của Quý nè, 5 triệu nè. Bắt tài. À, bữa nay biết sao nguyên nhân sao bữa nay anh sửa soạn lâu lắm. Ít khi nào anh tới đây anh gặp giám đốc mà anh ăn mặc chỉnh chu vậy nè. Không mẹ, bữa nay anh đẹp thiệt, hai anh chị rất đẹp. Hai anh mặc áo, hai màu hồng, mà hồng đậm, màu vợt. Dạ. Em rồi là mà đặc biệt đôi giày đỏ nè, mà có cái túi đỏ nữa. Trời, xuống quá rồi. Đồ đeo đồ đỏ không bọc lưu không? Trời, đồng hồ không son đều. Nữa quá trời, quá lớn. Đồng hồ không son đầy hết. Gắn bây giờ tính ra là 2.850 cái mặt trên á. Ôi vậy đó. Dưới là 4.2. Nó giặt. Vậy cho dung văn dung vẻ là mày hốt không sò. Vui em ha. Tự nhiên hai đứa được 5 triệu á. Thôi đừng có bóc nữa. Thôi vậy đó thôi. Thôi đừng có bóc nữa. Cái này là người bóc được lắm đó. Vậy hả? Bóc là đa phần là chúng 500 hoặc là triệu. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên anh lại được 5 triệu? Mà em cũng được 5 triệu luôn. Dạ. Ôi xuống rồi. Hôm nay may mắn. 5 triệu nè. Năm hết Tết. Rồi bây giờ anh giữ cái này. Năm mới luôn rồi. Em cũng kính chúc anh chị là lúc nào cũng mạnh khỏe nè, hạnh phúc nè. Rồi tài lộc thì lúc nào cũng nhiều. Vô lai rai. Dạ không, vô nhiều cho bạn. Nhiều rồi phải mua giấy số. Không. Chứ là sao có. Còn lịch làm diễn, thuộc lịch diễn thì nó kín. Kín quá đi không nổi. Rồi phải có đặng thở em. Em cũng xin lời. Tại vì là phải cảm ơn em. Một cái lì xì. Rồi anh nhận đây, anh nhận đây. Cầm lên đây quay em. Đó. Ồ, tự nhiên hôm nay tôi nói anh ta tôi có được hai cái bao. Một cái bao là do cái lucky của tôi dưới cái cây đào này. Yeah. Mà cái đào này là tài lộc được đưa lên. Và yeah, mọi người nào thân tình lắm mới được hái. Mà hái thành ra tôi được cái bao này 5 triệu. Dạ không, dạ không. Khách nào cũng được hái hết trơn. Ai được hái hay là? Khách nào cũng được. Ủa, nhưng mà cái mệnh giá cái bao khác nhau. Trời ơi, mệnh giá này massive quá. 5 triệu là lớn nhất. Bữa giờ được có vài người đốc trúng. 5 triệu là lớn nhất. Sao em cũng dí anh cái mi vậy nè. Ôi, hay quay quá. Thank you, Hương ơi. Rồi, khoan, để anh lì xì cho em chứ. Hả? Có lì xì. Trời ơi, nguyên cái Tết này có 2 người lì xì. À, 3 người, em được 3 người lì xì. Anh là người thứ tư. Cái bao này đó em có luôn hả, của anh riêng, của chị riêng đó hả? Cái bao này là biết không tại sao anh chọn cái bao này cho em? Dạ. Yeah. Ngũ sắc. À dạ. Yeah. Cái bao rất là đẹp. Dạ. Yeah. Không có ở ngoài thị trường không có. Ở trong này là anh không dùng tiền Việt Nam nữa, anh gửi tiền đô la. Nay chuyện qua chơi đô la luôn rồi. Bây giờ nói cái đó ít thôi, về nói cái này chính nè. Dạ. Như là đây anh đứng chúc Tết vui của bạn em nè. Biết ơn anh chị, biết ơn anh chị. Mùa xuân thì dạ, là cái mùa của mùa hoa lá cây cỏ. Dạ. Mùa của bông hoa tươi thắm và nó nở rộ trong lòng của mỗi người Việt Nam chúng ta. Dạ. Thì anh cũng giống như em mà một nghệ sĩ thì anh cũng chuẩn bị cái câu chúc cho em như thế này. Dạ. Năm nay là năm Quý Mão 2023. Dạ. Của anh tới đây đó là anh là một nghệ sĩ ưu tú danh hài Phú Quý. Dạ. Hai chúng anh đến đây để thăm giám đốc trung tâm nhà khoa Anna. Wow. Với lời chúc năm mới, năm nay là Quý Mão 2023. Dạ. Đầu năm Quý Mão Phú Quý đến đây để dạ, thăm cô Dung giám đốc trung tâm nha khoa, một năm mới đầy năng lượng, dồi dào sức khỏe, niềm vui hạnh phúc tràn ngập. Và khách thì đến đây để làm cái gì đó cho họ đẹp thêm trong xã hội mình. Điều quan trọng nhất là trong tháng giêng á. Yeah. Và những năm tháng của kế tiếp trong năm Quý Mão thì người ta sẽ không đến lai rai nữa mà xếp hàng tư hàng năm tràn lại được 3 tháng 2. Qua tới bên kia phải nhờ quan cảnh sát giao thông chặn bớt để yeah, để cho khách vô đây trực lo răng cho đẹp. Yeah. Nói chung á là năm nay mà đầu năm mà được nghệ sĩ Phú Quý đến mà cái chữ Phú Quý thôi là em đã thấy là quá trời rồi, quá trời Phú Quý năm nay. Đây anh gửi em, anh gửi em cái này cầm đi rồi chút theo chút nữa là vợ đưa luôn đi. Hai là không? Chị chúc cho em năm Quý Mão tất cả mọi sự đều hoàn hảo. Riêng em á là tràn đầy năng lượng, hạnh phúc tràn đầy luôn, cái gì cũng đầy hết. Coi như nói chung là tiền đầy túi mà tình đầy tim. Em cảm ơn chị Diệu. Bạn nói năm Quý Mão hoàn hảo, anh chúc cho em này nè. Dạ. Những ý. Dạ. Năm nay Quý Mão. Quý Mão. Phú Quý. Tân niên, tân phúc, tân phú quý. Tân tài, tân lộc, tân bình an. Mừng xuân hạnh phúc bình an tiến, xuân nhập vinh hoa phú quý lai. Trời ơi, hay quá.
đó. Cái câu này là của riêng anh Quý đúng không? Đó. Quý trở lại đó. Đó nè, lập cầm đi. Em cảm ơn anh, em cảm ơn mừng xuân hạnh phúc bình an tiến. Anna vinh hoa phú quý lại. Đó. Có Anna dữ vô nữa. Có Anna được chưa? Cái này là mấy triệu người coi đó nghe. Dạ, quá được luôn trời, hạnh phúc. Thấy chưa? Anna vinh hoa phú quý lại. Cái Tết này là em được mẹ em lì xì. Rồi anh Thương Dừa lì xì. Rồi bé Kiều lì xì, giờ anh chị lì xì nữa. Đó, giữ đi, cái bao quà là đẹp lắm á. Dạ, không, cái này em sẽ giữ. Giữ em đi. Sẽ giữ để trong cái bóp. Giữ. Lúc nào đi đâu cũng cầm theo. Cầm theo cũng được, còn nếu không vô tôi sắc không chắc uống. Để lọc vô, vô cái sắc chạy cái cuối năm khui ra một tủ tiền. Dạ. Nhưng mà lại chút nữa được không? Được, quá tân niên, tân phúc, tân phú quý. Quá hạnh phúc anh. Năm mới là nhiều phúc, nhiều phú quý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ. Mừng xuân hạnh phúc bình an tím. Dạ. Nên xuân nhật vinh hoa phú quý lai. Trời ơi. Mà Anna là hết sảy lúc nào cũng phú quý tràn ngập. La. Trời, hạnh phúc ghê cả nhà ơi, hạnh phúc. Chúc em vậy đó, dạ, mà vậy mới hái lộc thôi. Ok, cảm ơn bạn. Không, xin chào quý vị nha, Tết vui vẻ nha. Dạ, và năm mới thì rất là hân hạnh được anh chị đến thăm rồi chúc Tết. Thì thật sự em nghĩ rằng năm nay là Anna là chưa gì đã thấy là phát tài phát lộc rồi đó. Quá ngon rồi, bồi nữa em. Trời ơi. Dạ. Và Dung xin phép kết clip ở đây, cũng như là kính chúc cho quý bà con cô bác các anh chị một năm mới là tấn tài tấn lộc tấn bình an. Nói theo quý là tân niên tân phúc tân quý. Năm mới là năm mới là tân niên. Dạ dạ. Là tân phúc là cái phúc mới và tân quý là giàu thêm. Cho phải giải thích vậy đó. Không thì tôi là Phú Quý cũng nhân dịp năm mới và cũng qua cái kênh của Dung Văn Dung Vẽ, Phú Quý muốn chúc cho tất cả những bà con chị em nào đã và đang xem cũng như theo dõi cái kênh Dung Văn Dung Vẽ của giám đốc trung tâm nha khoa Anna. Năm nay quý mẹo, tôi là Phú Quý kính chúc tất cả các quý vị là tân niên tân phúc tân phú quý, tấn tài tấn lộc tấn bình an, mừng xuân hạnh phúc bình an tiến, xuân nhật vinh hoa, xuân nhật vinh hoa phú quý lai, vỗ tay. Dạ, à, chào tạm biệt, chào tạm biệt, xin phép kết clip ở đây ạ.